Theo số liệu cập nhật của cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, số lượng F0 được phát hiện ngoài cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến tại hầu hết các quận huyện. Địa bàn ghi nhận tỷ lệ F0 ngoài cộng đồng cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 17 tháng 8 là huyện Hóc Môn. Huyện này có 197 ca mắc COVID-19 được công bố, trong đó 194 ca F0 ngoài cộng đồng, chiếm hơn 98%. Chính phủ Ba Lan quyết định tặng cho Việt Nam 501.000 liều vaccine AstraZeneca, sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và viện trợ nhiều trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 4 triệu đô. Dự kiến ngày 25 tháng 8 tới, số trang thiết bị này sẽ chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng gọi xe Bi chính thức mở lại dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Shipper sẽ chủ động từ chối và hủy đơn nếu không phải mặt hàng thiết yếu. Các đơn hàng có thể giao liên quận, thời gian nhận đơn từ 6 đến 17 giờ hàng ngày. Từ hôm qua, hai siêu thị Aeon Tân Phú và Aeon Bình Tân đã mở cửa sớm từ 7:30 và đóng cửa muộn hơn vào 16:30. Đồng thời, hệ thống này cũng mở lại kênh bán hàng qua điện thoại. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-op thông báo giảm giá 15-50% cho hơn 2.000 hàng hóa nhu yếu phẩm gồm thủy hải sản, rau củ, trái cây, sữa, sản phẩm vệ sinh cá nhân, dược khuẩn, hóa phẩm và đồ dùng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đồng ý để tổ công tác 970 tiếp tục hoạt động xúc tiến kết nối tiêu thụ nông sản và thí điểm mô hình sàn giao dịch nông sản kéo dài đến hết năm nay. Hôm nay ngày 18 tháng 8, Vietlott chính thức quay số mở thưởng trở lại các sản phẩm sổ số tự chọn Mega 645, Power 655, Mark 3D và Mark 4D sau nhiều ngày tạm ngưng để phòng chống COVID-19. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk vừa công bố đối tác liên doanh tại Philippines là Del Monte Philippines, công ty con của Del Monte Pacific Limited, là một doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống hàng đầu tại Philippines. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là 6 triệu đô, trong đó Vinamilk và đối tác góp 50% mỗi bên. Hơn 10.000 người tiêu dùng tại Australia sẽ có dịp thưởng thức gạo Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương hiệu gạo Việt Nam có tên Việt Nam Land of World Bad Rye. 10.000 túi gạo Ban Mai Cung Đình, nhãn hiệu nổi tiếng và được người tiêu dùng tại bang Tây Australia đánh giá rất cao về chất lượng, sẽ được nhà phân phối và hệ thống siêu thị tặng cho 10.000 khách hàng, mỗi khách hàng 1 ký dùng thử. Doanh nghiệp trả thêm chi phí lưu kho, lưu bãi do các lô hàng bị ách tắc tại nhiều cảng biển, gây ra nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng của nhiều ngành hàng. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phía Nam kiến nghị xem xét giảm phí lưu container, lưu kho, bãi đối với hàng hóa ở cảng biển và các trung tâm logistics chưa thể giao thương. Hiện các hợp đồng đặt hàng xuất khẩu đang tới tấp bay về Việt Nam. Thế nhưng, các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là ngành gỗ lại như đang ngồi trên lửa vì 65% số công nhân trong ngành phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. ATM F0 chống dịch là chương trình mang tâm nguyện gây quỹ hỗ trợ kinh phí cho các F0 đã khỏi bệnh đang gặp khó khăn do dịch bệnh, có việc làm, có thu nhập và trên hết là tạo cơ hội để họ tri ân đội ngũ y tế đã giúp họ vượt qua cái chết. Tham gia ATM F0 chống dịch, mỗi tình nguyện viên sẽ được chương trình hỗ trợ từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng để có thêm chi phí trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Ngay sau khi phát động, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ông Đặng Hồng Anh đã ủng hộ chi phí cho 100 ca F0 đã khỏi bệnh tham gia chương trình này. Các tỉnh Nam Sông Hậu đang mở rộng vùng xanh, nên dự báo công nhân sẽ sớm trở lại nhà máy thủy sản, thúc đẩy giá tôm tăng mạnh. Là một trong những tỉnh có diện tích đất nuôi tôm công nghiệp lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, Sóc Trăng có gần 50% xã phường thị trấn vùng xanh và tiếp tục mở rộng, nên nông dân rất kỳ vọng vào luồng xanh cho các mặt hàng nông thủy sản. Bạc Liêu và Cà Mau cũng đang chuẩn bị nới lỏng giãn cách để vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Lao động trong thành phố Sóc Trăng có thể tự đi làm nên tăng người tăng sản xuất, giá tôm sẽ tăng dần từ nay đến cuối năm. Giá tôm thẻ loại 25 con mỗi ký hiện nay 160.000 đồng một ký, giảm 10.000 đồng so với trước dịch COVID-19. Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, nới lỏng giãn cách trong vài ngày tới, giá tôm sẽ lên ào ào. Khi doanh nghiệp có công nhân trở lại thì sẽ đẩy mạnh việc mua tôm, giá sẽ tăng nhanh. Thị trường tôm Ấn Độ đang chịu tác động nặng nề từ dịch COVID-19 và nguồn cung dự kiến giảm 50%, còn 350.000 tấn. Không một quốc gia nào có thể bù đắp được lượng sụt giảm này, do đó nguồn cung thời gian tới sẽ thiếu hụt, kéo theo giá tôm được dự báo tăng liên tục. Giá tôm dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10
bởi đây là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh việc chế biến để kịp các dịp lễ cuối năm như Giáng sinh, năm mới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù vụ thu hoạch tôm đầu tiên trong năm của Ấn Độ vẫn chưa thành công, nhưng việc thu hoạch một phần sản lượng sớm có nghĩa là có khả năng nguồn cung tôm cỡ lớn sẽ ít hơn trong những tháng tới. Do đó, giá tôm cỡ 20 con và 30 con một ký dự kiến sẽ tăng do có thể bị thiếu hụt nguồn cung vào quý 3. Với tình hình hiện nay ở Ấn Độ, dự đoán rất ít người nuôi tích trữ tôm trong mùa hè, dẫn đến nguồn cung tiếp tục giảm mạnh. Cuộc sống không phải là dựa dẫm chờ người khác làm bạn hạnh phúc. Cuộc sống là làm bất cứ điều gì khiến chính bạn hạnh phúc. Thời gian của bạn là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc sống của người khác. Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ.